Chào các bạn, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1973 Quý Sửu. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Từ xưa tới nay, ông cha ta vẫn sử dụng thái tuế phù làm búa may mắn luôn mang bên mình. Và ngày hôm nay, để tri ân những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong thủy may mắn, chúng tôi xin tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù. Anh chị hãy liên hệ với Phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 vào năm Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Tang Đố Mộc, có ngày sinh từ 15 tháng 2 năm 1973 đến ngày 2 tháng 2 năm 1974. Đầu tiên thì xét về năm mệnh, tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Quý Sửu năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế Can lộ xuất thương quan, thái tuế Tý Thủy tọa tại thứ tài cát tinh, thương quan sinh thứ tài mà thái tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Xét về sự nghiệp công danh, xem tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Quý Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Tuổi Quý Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định mà ở đây, theo Phong thủy may mắn thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tử vi 2020 của tuổi Quý Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai đang làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Quý Sửu không có tín hiệu rõ rệt. Tuế Can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột. Cần cẩn trọng để tránh thị phi miệng tiếng. Để công việc được hanh thông, khuyên anh chị nên dùng thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Để thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên Phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Xét về tài lộc thì thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay là ẩm thực. Tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Quý Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Năm canh kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, tuổi Quý Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến nhiều nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường thì con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, tài lộc trong năm của tuổi Quý Sửu có thể là tiền phi pháp, hoạch tài, tiền trúng số hay là cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát của thiên trả địa. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm, thái tuế Tý Thủy chủ về thủy khí vượng, có thái tuế trợ lực, làm những việc có liên quan tới nước thì sẽ thu được tiền về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh thì sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông, bạn hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn công việc hanh thông, lộc tài tăng tiến. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc là bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, đồng thời làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Xét về sức khỏe, tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tý thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe mệnh chủ, nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thể như thế mới tránh được những tác động xấu lên sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Sức khỏe tuổi Quý Sửu năm 2020, tình hình của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm thái tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm. Chính vì thế mà bước sang năm Canh Tí này, tuổi Trâu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đầy đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, đường huyết, tiêu hóa hay là gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra, năm 2020 thủy khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u ẩm ướt hay là mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Để hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, giảm sức khỏe, người sinh năm 1973 hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, nghênh đón thái tuế, giải vận đen trong năm 2020. Muốn sức khỏe, muốn bình an, may mắn, khuyên người tuổi Quý Sửu hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng được cải thiện. Xét về tình cảm, xét về phương diện tình cảm, năm 2020 của tuổi Quý Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm. Song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên sao tình nhân. Thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Quý Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Để chào đón năm 2020 may mắn hơn, chúng tôi tặng cho bạn miễn phí bùa thái tuế phủ để treo ở trước cửa nhà, đem lại may mắn tài lộc, được các thầy khai quang vào lúc giao thừa, và thẻ kim bài thái tuế phủ đem theo bên mình để nghênh đón thái tuế. Thứ hai thì xét về nữ mệnh Quý Sửu 1973. Xét về phương diện cuộc sống thì gia đạo vợ chồng luôn hạnh phúc bên con cái, và trong năm nay có tin vui về hỷ tín hay là thêm người. Điều này đem lại hạnh phúc, may mắn cho gia đình, nhưng cũng khiến nữ mệnh Quý Sửu phải suy nghĩ lo toan nhiều thứ. Về tình cảm vợ chồng cũng có chút lục đục, lời qua tiếng lại cái vã. Khuyên chị nên dùng vòng khổng tước phỉ thúy để hóa giải xung khắc vợ chồng. Ai cũng biết chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công thì cũng đem lại sự yên ổn, êm ấm trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, trong năm nay quý bà nên chú ý bệnh về máu huyết không được tốt và bệnh về tuổi già. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Tuổi Quý Sửu hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Khuyên nữ tuổi Quý Sửu nên dùng thập nhị thần bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Tài chính, tiền bạc của quý bà Quý Sửu tuy kiếm ra nhiều nhưng cũng đầu tư vào làm ăn nhiều, cộng thêm là có nhiều việc phải lo toan nên không dư giả, có chăng cũng chỉ là tích góp được từ trước mà thôi. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Quý Sửu năm 2020. Tử vi tháng 1 2020 âm lịch. Bước vào tháng đầu tiên trong năm 2020, người tuổi Quý Sửu vận trình tốt xấu đan xen, hung cát lẫn lộn, có được mà cũng có mất. Về phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh quyết đoán dứt khoát, giải quyết mọi khó khăn trở ngại, vượt lên những thách thức để đạt được mục tiêu mình muốn. Điều duy nhất bạn cần chú ý là cần phải năng tiếp xúc, trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp. Vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch của Quý Sửu khá là tốt, nhưng phải nhớ kỹ đừng có tham lam quá mức, nhất là những người chuyên đầu tư sinh lời. Đừng tin vào những cái gọi là tin vỉa hè mà cuối cùng thì mất cả chỉ lẫn trải. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2020 của tuổi Quý Sửu, đường tình duyên của con giáp này khá là bình ổn, không xuất hiện những biến động quá lớn, mọi chuyện vẫn đang dịch chuyển theo hướng tích cực dù tốc độ không quá nhanh. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 3 âm thì người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với những sa sút trong vận trình sự nghiệp, công danh, cũng không ngừng báo về tin xấu. Về công việc thì người cầm tinh con trâu dễ gặp phải tiểu nhân, những kẻ xấu bụng đó dắp tâm làm hại bạn, cố tình bới bèo ra bọ để chỉ trích phê phán bạn. Trong tình huống này thì bản mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm và hành động bốc đồng, tránh làm hủy hoại thanh danh, ô uế hình tượng bản thân gây dựng bấy lâu nay. Khuyên người tuổi Quý Sửu hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp quý nhân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mãn não đỏ, in hình 3 con linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Xem vận trình tổng thể của tuổi Quý Sửu năm 2020. Về mặt sự nghiệp và tài lộc thì đều có những bước chuyển biến tốt, song sức khỏe thì lại sa sút rõ rệt. Về công việc thì tháng 4 âm là thời điểm mà con giáp này sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh, thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Con giáp này trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay là kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác, hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là và để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Xét về sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong ngày thuộc tháng này. Mệnh chủ nên chú ý từng thay đổi dù là nhỏ nhất để kịp thời đến bệnh viện chữa trị. Muốn sức khỏe bình an, may mắn, khuyên người tuổi Quý Sửu hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng được cải thiện. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Bước sang tháng 5 âm lịch thì tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm lắm đó. Xong, đỏ tình thì lại đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của. Tuổi Quý Sửu đã kết hôn thì vận trình tình cảm bình ổn, vợ chồng hòa hợp với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày thì đôi bên năng nói chuyện, giãi bày tâm sự với nhau. Từ đó có thể thấu hiểu dù chỉ là với một ánh mắt mà thôi. Đôi bên còn hỗ trợ và nâng đỡ nhiều cho công việc của nhau cũng như là trong cuộc sống. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6 âm của tuổi Quý Sửu có thể thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có những chuyển biến khá là tích cực, đồng thời vận trình sự nghiệp cũng ngày càng tăng tiến. Vận trình sức khỏe của con giáp này khá tốt, tuy bản mệnh vẫn hay giữ thói quen ngồi quạt, ngồi điều hòa lạnh và tắm nước lạnh, nhưng may mắn là không bị cảm mạo ho hán gì. Về công việc thì tuổi Quý Sửu tháng 6 âm dễ được quý nhân tương trợ, cho dù gặp khó khăn thử thách lớn cỡ nào thì vẫn có thể vượt qua nhờ được quý nhân chỉ điểm, tìm thấy một lối ra một cách thần kỳ, khiến cho đồng nghiệp của bạn không khỏi ngạc nhiên. Khuyên bạn nên thỉnh vòng tam hợp để chiêu quý nhân về. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm, tháng cô hồn, người tuổi Trâu vẫn giữ vững được phong độ trong công việc, song lo được cho công việc thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình duyên xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh căng thẳng, mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn, dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở nữa. Xét về đường tình duyên thì tuổi Quý Sửu thời gian này vận trình khá là xấu, thêm nữa thì khi tinh thần cảnh giác cao độ, có sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì mệnh chủ cần phải dành thêm thời gian gửi gắm tình cảm nồng nhiệt hơn nữa. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, tháng 8 Trung Thu là tháng đoàn viên, song người tuổi Quý Sửu có lẽ chẳng có tâm trạng vui vẻ gì mấy khi mà cả sự nghiệp, cả tình cảm đều không được như ý, nhất là nam mệnh càng phải chịu sức ép lớn hơn. Về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều việc cản trở, có thể là do bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Bước sang tháng 9 2020 âm lịch, người cầm tinh con trâu cả tài vận và sức khỏe đều có những chuyển biến tích cực. Về công việc thì vẫn còn một số khó khăn nhưng con giáp này hoàn toàn có thể khắc phục, có điều cần phải dốc sức nỗ lực nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc của tuổi Quý Sửu thời điểm này cực kỳ là lý tưởng. Những bạn có đam mê đầu tư thì giờ là lúc trồng cây cũng tới ngày hái quả. Bạn sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ, thành tích kinh doanh đáng nể cũng mang về cho bạn, theo nghiệp làm ăn buôn bán lợi nhuận khá là tốt. Xong, nếu xét về mặt sức khỏe thì trong tháng 9 âm lịch này bản mệnh tuy không có vấn đề gì đáng lưu ý nhưng vẫn cần phải ăn uống có chừng mực, nhất là những bạn vốn có bệnh dạ dày, đừng ham ăn mà dùng đồ cay nóng hay là có tính kích thích axit dạ dày như nước chanh, matcha, bia rượu. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Sửu hầu như không có gì phải lo lắng trong cuộc sống của mình. Vận trình tài lộc, tình duyên đều khá là tốt, nhất là nữ mệnh tuổi này đào hoa cực vượng. Thời gian này bản mệnh sẽ có một khoản tiền lớn bất ngờ tới tay, hoạch tài có thể tới từ việc trúng thưởng, trúng xổ số, đền bù nhà cửa hay là chơi cổ phiếu, thậm chí là được bạn bè khác giới tiếp ứng hỗ trợ. Cuộc sống nhờ thế mà dễ chịu hơn hẳn, điều kiện vật chất được nâng cấp rõ rệt. Tuổi Quý Sửu nếu rảnh rỗi đi hẹn hò với bạn bè ở nhà hàng, quán cà phê thì có thể sẽ mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh rất có sức hút, được nhiều người khác phái tới làm quen. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu thể hiện sự bình ổn, tĩnh lặng. Vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều điểm nổi bật, nhưng điều mừng vui cũng là không phải chịu sự phá phách của tiểu nhân hay là khó khăn trong quá trình làm việc. Tuổi Quý Sửu 1973 có thể sẽ được phân công làm việc ở vị trí mới, cần học hỏi thêm nhiều điều. Với khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được tình huống, song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề, đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Tài vận rực sáng là điều mà con giáp này thấy tự hào nhất. Người làm kinh doanh có khả năng nhìn nhận vấn đề khá là nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được thời cơ khi mà người khác còn đang mông lung, kiếm được khoản tiền to cũng nhờ thế. Cuối tháng lợi nhuận tăng vọt, có khả năng mua nhà, mua xe. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tháng Chạp năm Canh Tí này là thời điểm mà cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Quý Sửu đều có những bước đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng có nhiều tin vui tới tấp bay về. Xét về công việc thì con giáp này sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ về những biểu hiện xuất sắc của mình. Nhất là những bạn làm kinh doanh marketing bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng vọt, mức thưởng cũng tăng gấp mấy lần so với bình thường, tháng cuối năm tiền chất như núi trong nhà. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo tử vi 2020 của tuổi Quý Sửu, trong năm bản mệnh không có nhiều cơ may thăng chức dù là đạt được khá nhiều thành tích trong công việc. Tiền bạc khá dồi dào, song về cơ bản thì là đến từ việc kinh doanh, đầu tư, thu nhập từ công việc chính không có biến động. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc là dây thập nhị bát bảo để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn nhé. Tình duyên không được vượng sắc như ý muốn, nữ mệnh đào hoa ảm đạm hơn nhiều so với nam mệnh. Ngoài ra thì sức khỏe cũng là điều mà con giáp này cần phải lưu tâm, bản mệnh dễ ốm đau, bệnh tật. Để giải quyết các vấn đề về tình cảm, theo phong thủy Cửu Cung Phi Tinh 2020, mệnh chủ nên lưu ý đến phương chính nam là đào hoa vị trong nhà. Ở vị trí này thì cần giữ cho đồ đạc được gọn gàng, nếu để thoáng ít đồ thì càng tốt, bởi không khí lưu chuyển thường xuyên có ánh sáng tự nhiên hoặc là ánh sáng nhân tạo thì càng tốt. Thông thoáng nhiều ánh sáng sẽ giúp cho tình duyên thêm vượng, tin vui tới tấp báo về. Để cải thiện tình hình sức khỏe, tuổi Quý Sửu nên lưu tâm đến phương chính nam trong nhà. Nếu thấy cửa chính, cửa phòng ngủ hay là bếp nằm ở phương vị này thì nên đặt trước cửa các phòng tấm thảm màu trắng hay là màu xám để sát khí tiêu tan, bệnh tật được tiêu trừ. Với những bạn mong muốn có được sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp, ngoài việc trau dồi năng lực thì có thể áp dụng phong thủy văn phòng, đặt 4 cây cảnh lá xanh ở góc tây nam trong nhà hay là phòng làm việc. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Quý Sửu Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình để chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để thể hiện quan điểm của mình thì các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.